Biển rất là đẹp. Bây giờ là gần 7 giờ sáng rồi. Thời tiết bây giờ là 40 độ F, là 4 độ C của Việt Nam mình đó. Nãy mình thấy người ta đi đào rất là nhiều. Ở đây là nhà của mấy người ta gọi là nhà seasonal á, là mấy người nhà giàu á các bạn. Họ có nhà mùa đông thì thường họ đi những tiểu bang khác ấm hơn, giống như là Florida hay Cali này nọ. Còn mùa hè thì họ lên đây họ ở, hoặc là họ cho mấy cái nhà đó mướn Airbnb. Đó, người ta đang đào quá trời quá đất dưới kia. Mình không biết ba mẹ mình đâu rồi. Mình đang đi kia. Bé Hành, ba mẹ chị đâu dưới kia rồi? Đó, thì bạn của mình đang đi đào nghêu. Chào chú. Để con đi kiếm ba mẹ con cái đã. Chị đi kiếm ba mẹ chị, nãy tại ở dưới kia kìa. Ủa, hello, morning. Chào con. Chào anh. Đi cao nghêu. Nhớ không cô giáo? Chào chị. Đâu có, em bỏ ba mẹ em tút đâu dưới kia kìa, xong rồi bé Hanh nó mới kêu chạy lên trên này, giờ em phải chạy đi kiếm ba mẹ. Đó, người ta đi dặm dặm dặm, tại vì á, khi mà mấy con nghêu á, khi mà mình dặm nó vậy cái nó thở, nó động cái nó thở, cái xong có cái lỗ đục xuống cái mình biết là chỗ đó là của nó. Đó, chú nó đang vòng 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 nè. Morning. Ba mẹ. Đây. Bố dọc vậy xong nó dập cái nước nó lên là nó đó. Hồi xưa mình cạo ra biển cào xuống luôn, cào vậy mà cào dính được luôn á bố. Dậm á, để con dậm cho. Nè bố 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 thấy không? Đâu? Đó đây hả? Không có bự lắm, lên gì là thấy nó được gì hả? Đúng rồi, vậy là không có. Sao biết hay vậy anh? Nè, nó có xí đồng tiền nè. À, là nó có cái xí đồng tiền. Ủa hay ta. Cô không đào được. Cô nãy giờ cô dặm mệt quá. Hay giờ cô đi ngó. À. Hay quá ta. Ơ à. Wow, đây là của bạn mình. Một đống luôn các bạn.
đây, con này là con lem cho bá lửa luôn. Đó. Cô bé ơi. Đó. Nãy vậy chú làm được bao lâu rồi chú mà giữ về một thùng luôn? Nửa tiếng à, đó. Chú hay quá ta ơi, nhỏ quá. Cho nó về lại với thiên nhiên. Nè, dây là có nè. À, dạ. Mình giảm giảm nước lên vậy nó bụng xuống. Đó. Quá đã luôn. À. Đó, hay chưa? Lụm nó mình bỏ vô. Đây. Nó bắn nước dữ lắm nè các bạn. Ý da. Nay người ta đi đào quá trời luôn chú. Đây có ốc móng tay nè. Có cái vỏ này là có. Hay vậy. Có ốc móng tay luôn. Đã chưa, để đi, con này nó chùi xuống dưới nè. Bé Hàn, ốc móng tay. Ba em đã được ốc móng tay nè bé Hàn. Đây. Mẹ biết không bé Hạnh, bố mẹ làm đi, dặm á, nó có cái đồng tiền á là nó đó. Ốc mở trên dân kìa. Bự chà bá luôn. Ủa sao bắt được con rồi kìa. Ba con nè, ý tao cào tao thấy lỗ. Cái lỗ nó giống như cái đồng tiền vậy, ba bé Hạnh nói như cái đồng tiền vậy bố mẹ. Dặm đi. Bố cái đồng tiền đậm dặm đi kiếm đồng tiền. Bé Hành ơi, có ốc mỡ đó, thấy không? Sao dưới đây mà nhìn được hay vậy cháu? Không thấy luôn á. À. Đi nè bố. Bố nè, chị nghĩ là vậy, chị không biết đúng không? Ốc mỡ. Ê, trời, Thanh Dân giỏi quá. Thanh Dân thấy được rồi kìa bố. Thanh kìa bé Hành. Nè bố chỗ này nè bố. Đó phụng lên à. Đụng rồi. Đó. Yeah, trời ơi, mình mới đi theo sư phụ mình mới có kinh nghiệm. Đó kìa bố, hiểu rồi, học sinh hiểu học lâu sinh một chút. năm sau quên nè phải không, phải này không, phải hai đụng đó, thấy chưa, gửi chưa. Đó.
Ghê mẹ đó. Vui quá. Vui quá. Lát mình đi kiếm ốc mỡ. Nè bó, nè bó, bó nè nè nè. Phải không? Không phải. Nó có là nó đạp, nó hiện lên nhanh lắm bó. Kệ bó, bó. Nè bó đây nữa nè bó. Bó. Phút này nữa nè. Này nè. Phải không? Có không? Ủa, bố giọng xuống, bố không thấy gì là không có. Không có. Thanh Dân chỉ bậy. Gì ba? Lẹ nè em nè. Lúc đó năm ngoái, năm kia chứ năm rồi đâu có đi phải không bé anh? Nè mẹ. Đau quá. Lượm. Nãy ba bé Hanh lượm được con nè. Chú Đức lượm được con nè. Lá kiếm ốc mỡ kìa. Không biết luôn, không biết đây có ốc mỡ luôn. Bố. Bố. Đây nè bố. Bố ơi. Đây nè, đi nè, đi nè. Nè, chỗ này nè. Phải không? Có không? Không có. Vì là cái nước thôi. Tôi thấy nó giống quá nãy như chỗ này con thấy nó giống nè, chỗ này con cũng thấy nó giống nè, mà nó không phải là nè mẹ, mẹ. Yeah. Cái cây của mẹ đâu, có cái cây nhỏ mẹ không lấy. Ủa mấy cái đúng rồi đó, nó cũng tiền kìa. Phải không? Đúng rồi. Rớt rồi. Rồi, đó. Bố phải làm từ xa. Tôi làm nhẹ nhẹ rồi đó. Bố, này hả hay sao? Này con thấy nó u lên rồi bố. Bố. Này dưới đó rồi phải không? Phải không? Chỗ này nè, đó. Nè mấy này không phải hả? Nè nó thở lên nè không phải hả bố? Nè hai này nè. Phải không? Kìa thấy không? Kìa. Ôi mà ốc nhỏ xíu vậy? Mẹ. Ờ. Này nó còn nhỏ. Ngay cứ đây cũng. Nè. Nè bố. Chị bỏ quên cái máy kia trên kia rồi, chị tính để camera xuống. Nè bố. Mấy em bữa nay cả con sao? Mấy cái nhạc xì á, dễ thôi. Nè bố. Dân đi, dân dậm gì đó. Bố, nè bố, đi nè. Con chị nói mà ba chị không tin chị. Nó bỏ. Chị nói mà ba của chị nói nó nằm đó, nó chờ mình á. Ba của con kêu là con nghe nó nằm đó chờ mình đó chú. Nè. Trời bự luôn, trời bá lửa luôn. À, chị nói vậy ba nói không, đâu con nghe nằm đó nó chờ mình kêu bắt tôi đi. Dạ con cảm ơn chú, bye chú. Đây. Đó, dữ chưa. Woohoo. Dạ. Hồi hôm qua nói bắt đúng 10 con về mà con thấy như hơn 10 con rồi. Lỡ làm luôn từ. Trời. Ôi. Cua. Cô gái có khả năng nhận biết cái cá cua.
bye bye. Mẹ lụm đi nè, con dậm chưa? Nè nè, bố, nè, chú này nè. Đó. Đây. Con nói mà con thấy nó sủi bọt, bé Hanh kêu là sủi bọt lên là nó đó. Đây. Đâu? Nè. Kìa mẹ. Ủa đây nè, Phong nó đang nằm nè, Phong bố. Hay là nó chết rồi? Nhỏ. Ừ, ghê luôn. Kìa. Mình đang dậm. Thùng được rồi ha, đầy về được rồi ha. Đó. Đủ ăn rồi. Nhỏ ăn chê à? Nhỏ ăn ngon mà. Nhỏ nó mới dai. Nhỏ không dai bự. Thịt. Bà bỏ xung quanh. Phải không bố? Không phải hả? Không có rồi. Mình kiếm coi. Nhiều khi mình nhìn mình thấy xoắn xoắn, mình tưởng bước chân của mình không. Ốc gì kìa bố? Phải không? Có cái màu gì? Cái màu gì kìa vậy? Ừ, trong rồng. À. Cục mỡ đó nè. Ồ. Nè bố. Ồ, có lỗ rồi đó. Nhiều khi ông nở ốc móng tay sao? Móng tay lỗ gì? À. Đó, kìa ảnh kìa. Rồi, hai ghệ. Mẹ ơi, nè qua đây mẹ ơi, cầm thùng qua đây. Nè. Nè bố. Cái khúc này nè bố. Bố. Kìa con thấy nó kìa. Thấy không? Đây. Ấy. Ông coi. Chỗ này nè. Phải không? Lỗ nhỏ là con nhỏ. Ừ. Ý nè, cái gì kìa, con giun. Kìa nó kìa. Thôi mẹ khỏi cà, mẹ qua đây nè mẹ, xong rồi nè mẹ. Mẹ cào mệt mẹ nữa. Kiếm ốc mỡ rồi bố ơi. Đúng rồi.
Mẹ ơi nó trốn kìa, mẹ không lấy nó trốn xuống kìa, nó trốn ba con rồi kìa. Kìa con kia nó trốn mày thấy không? Đó, nó trốn rồi kìa thấy chưa? Ừ con nói mà không tin đó. Bỏ vô thùng đi nó trốn á. Thấy không, 7:30 rồi thấy chưa, bé Thanh nó nói đúng luôn á. Xong rồi đó. Thùng. Ừ, chị cất thùng đó đi. Để con cất cái thùng đó cho. Đi mò ốc mỡ ăn đi. Rồi. Thôi đi về. Đây là thành phẩm. Cái gì? Ý mẹ kêu thọt cây vô hai bố con mình khiêng á mà. Ok. Mẹ nói nặng lắm. Mấy cái cố vô giờ lên nặng. Bảy tình còn luyến tiếc. Phải lắp con dê con lại để chim nó ăn. Chào tất cả cả nhà nha. Sau nửa tiếng mình đi bắt nghêu với con ốc này được một mối ốc mỡ với lại nghêu nè, nghêu được cũng được thùng nè. Nửa tiếng thôi. Đó. Rồi. Chào cả nhà. Nặng không bố con? Đẩy bố đẩy qua con với bố khiêng. Nè. Ok. Get go. Gạo đây nè. Ý kìa bốp. Anh bò đi. Anh bò đi nè. Mày về mẹ làm cái gì chả ốc mà. Rồi mẹ làm cháo ngon. Bữa mẹ làm ngon lắm á. Cháo thì bự ra nó dai lắm. Bớt như nó tụt ở bên bớt rồi để qua con chút xíu rồi.